xin chào tất cả bạn nha, mình là Sôm đây. Mình là Tuấn đây. Mình là Quang ơi. Mình là Huy đây. Đấy thì các bạn ạ, hôm nay nhá, có đây là anh mình các bạn, hơi buồn tại vì ít tuổi hơn mình nhưng mà vẫn được làm anh, buồn lắm các bạn ạ. Buồn lắm quá. Đây, em bé này mà được làm anh các bạn nhá. Đây là anh mình các bạn nhá. Trân trọng đây giới thiệu anh mình các bạn nhá. Đấy, đây là hai anh em các bạn ạ. Đấy thì hai anh em mình, anh mình thì hôm nay làm ba siêu phẩm các bạn nhá. Siêu phẩm này là hai siêu phẩm là Chí Mỹ nhá. Một siêu phẩm là đây là siêu phẩm giá bình thường các bạn nhá. Đây Chí Mỹ mà chưa hoàn thành kiệt tác xong ạ. Đấy thì các bạn ơi, thì đây là rượu bằng khung gì đây hả anh? Khung tre. Khung tre à? Khung tre tự vỗ tay à? Đây là các bạn ơi, khung tre tự vỗ tay các bạn nhá. Đấy khá là đặc biệt, khá là chất các bạn ơi. Đấy, vót khá là đẹp các bạn ạ. Đấy như mình hồi nhỏ, nếu mà là mình không biết vót đâu các bạn ơi. Đấy vót này là khá là chất rồi các bạn ạ. Đó. Thì đây là khung gì đây? Khung dừa. Khung dừa. Đây là hai em này khung dừa các bạn nhá. Đấy khá là chất. Đấy, nhìn dáng diều đẹp không? Giơ lên ra cho các bạn xem nào. Ba cái diều. Đấy, ba siêu phẩm nào. Đó. Đấy. Đấy các bạn ơi, ba siêu phẩm các bạn nhá. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chất chưa? Khá là chất các bạn nhá. Gì nói được bằng từ chất. Hôm nay gió khá đẹp nhỉ? Gió đẹp không? Đẹp. Đấy. Thuận lợi nhá. Mình chỉ sợ là liệu quay không? Không. Quay không? Chắc không quay các bạn nhá. Đây là bảo là chắc lên nhá. Tí mà mình thấy quay mình búng gì các bạn lợi mình búng nhá các bạn nhá. Đấy thì các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ đâm cho các bạn xem các bạn nhá. Nào bắt đầu. Con to đâu rồi? Siêu phẩm to các bạn nhá. Đây. Đây siêu phẩm to nhất các bạn nhá. Đó. Khá là chất chính Mỹ các bạn nhá. Đấy siêu phẩm này các em là anh nó không cần khâu ạ, dán luôn trực tiếp. Đó. Không cần luôn. Đây nữa. Đây con này siêu phẩm nữa nào. Đây các bạn nhá. Đấy, siêu phẩm. Đó. Đâm từng siêu phẩm một các bạn nhá. Đấy. Sáo chuối các bạn nhá. Ôi lên luôn các bạn ơi. Siêu phẩm kêu ác hết. Ôi, quay không quay các bạn ơi. Nhẹ thôi, nhẹ đầu thôi. À, thử phát nữa xem phải nhẹ đầu không các bạn nha. Chí Mỹ dài to quá các bạn này. Dài to hơn người các bạn ạ. Đấy lên luôn các bạn ơi. À, chất phết các bạn ơi. Ui lên cất phết nhở. Khá đẳng cấp các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy diều luôn không? Sao kia Đấy. Khá chất. Lên rồi. Một siêu phẩm lên rồi. Cha dây đi nào. Còn anh không? Còn anh không? Đấy nha, mình ra chỗ đầu dây cho các bạn xem nhá. Siêu phẩm lên đấy nhỉ. Cao thủ quá. Ui dồi ôi các bạn ơi. Đấy không phải nói các bạn. Khá là chất các bạn ơi. Giờ tự vót tay các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Đẳng cấp chưa, đây mình phóng cho các bạn xem này. Đó các bạn ơi. Đẳng cấp phết các bạn ạ. Không đùa được với các anh trẻ các bạn nhá. Đây là các anh trẻ. Đấy. Đấy các bạn ơi. Lên rồi căng đét các bạn ạ. Về luôn. Đây luôn các bạn ơi, đó. Đây. Đấy. Đây các bạn ơi, đâm dây chỉ bò các bạn nhá. Đấy. Đây rồi à? Tiến lên, giật lên, đi hẳn ra đằng này. Đây các bạn ơi. Ai giả, kinh phết đấy à. Đẳng cấp. Ai à. Chết, à rồi, chạy nèo rồi sao ấy. Chạy nèo rồi. Chạy nèo, hơi ật. Nèo đẻ hơi ật. Ây. Giờ đây các bạn ơi. Đây các bạn nha, diều đây nha các bạn nha. Khá chất, chất không? Đây nha. Đấy, bắt đầu chuẩn bị đâm cho bạn xem nào. Đâm. Đâm. Ai à, lên luôn các bạn ơi. Không nói nhiều. Chết phết nhỉ. Chả coi quên mình làm diều khéo phết. Tuy nó xấu xấu nhưng mà nên ác phết mà. Nên luôn các bạn ơi. Đẳng cấp phết. Cha dây đi. Anh hỏi nhá, bây giờ nếu mà thực tế em bán con siêu phẩm này bán với giá bao nhiêu tiền? 20. 20 quá ạ. Siêu phẩm này đã lên được rồi các bạn nhá. 20 quá nhá. Đấy. Siêu phẩm hơi nánh tí đây cho anh xem đầu dây nào. Quay. Đây bạn nhá, để mình quay coi bạn xem. Đây gọi dây này bạn này. Giờ mãi đằng kia cơ bạn này. Đấy, siêu phẩm 20 các bạn nhá. Nếu mà ai kết ID các bạn nhá.
đấy, em nó để cho giảm giá 20 nhỉ, đáng lẽ thế ngày Tết đáng lẽ 50 để giảm giá xuống 20 rồi không các bạn. Đấy bạn này hơi nánh một tí các bạn nhá, đó nhưng mà khá chất đấy cả bạn. Đây bạn này siêu phẩm 20 là do em nó sở hữu các bạn nhá, khá đẳng cấp các bạn này. Cái con này em làm với trong vòng bao lâu thì xong? Một tiếng xong ạ. Đấy các bạn ạ, khá là lâu, một tiếng kiếm được 20 là khá là vất vả. Tiền keo này, tiền dưới bóng này nhỉ, cũng là nếu mà dán đấy là dán bằng mỡ lợn hay là dán bằng mỡ gì em? Em dán nhiều bằng mỡ lợn hay mỡ gì? Đấy các bạn nhá, các đẳng cấp quán này. Đấm siêu phẩm thứ 3 các bạn ơi. Con này có nhậu lên không? Đây là đây các bạn ơi, đâm toàn siêu phẩm khủng quá nhá, toàn quả đen. Ai à, 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 quay đuôi các bạn ơi, sướng ao mùa. Siêu phẩm này hơi cùi tí, siêu phẩm kiên nhất hơn mà vẫn nên áp quyết đấy nhở. Đây các bạn ơi, hơi buồn. À lên luôn này. Có ai siêu phẩm kéo từ dưới ao vào đây vẫn lên các bạn nhá. Diều xịn xó phết đấy nhở. Thế bây giờ cho anh hỏi là bây giờ em bán con diều này với giá bao nhiêu tiền? 10.000 ạ. Đấy các bạn ạ, siêu phẩm 10.000 các bạn nhá. Đấy, siêu phẩm 10.000. Đấy. Đây là con này siêu phẩm 10.000 các bạn nhá. Đó. Ai thích kết thì ID em, số điện thoại của em là gì cho Capirit? Capirit. À, Capirit là không có. Số điện thoại là gì? Không có luôn. À, số điện thoại là không có. Đấy à, Facebook là gì? Facebook á? Facebook. À, Facebook là Huy Thổ bạn nhá. Đấy. Rất chi là đặc biệt bạn ạ. Mày đâm đi, tao chạy luôn. Chưa phẩm, tao quay rồi. Rồi đâm luôn đi. Một dài lên. Ui dồi. Ui lần cuối nhá, đến lần cuối nhá. Lần này không lên thì bẻ diều vậy. Thằng lâm đi ra. Ra nấm ngang. Nào. Rồi thế thôi Lý ơi. À, mày nào, nào, tự tay nhá, không ấy. Đâu, mặt đâu, quay lên đây, tự tay, không nói nhiều bạn ạ. Bỏ ra nhìn lên đây để bị á. Đây quá này, siêu phẩm. Đấy siêu phẩm nào. Không, đâm lại. Ô. Không được. Nào. Đi. Từ từ. Lắp rồi, bẻ đi. Ô. Nói lại, không giữ lời, giữ lại chị. Nói lại. Nào. Khoan từ để quay đây. Quay mặt đây. Vẫn tiếc các bạn. Chưa bẻ, vẫn chưa. Bên dưới nhá. Đây các bạn. Chưa vào gây cái. Cậu nghĩ nào khi phải tự tay bẻ rượu mình? À, cho anh hỏi nào. Cậu nghĩ nào? Nghĩ rất vui. Rất vui à, bẻ rượu này rất vui. Rất vui quá. Đây con siêu phẩm này đâm lại các bạn nhá. Từ từ để em đi trôn luôn. Trôn. Ai à? Ai à, chết phết các bạn ơi. Thế là video của mình kết thúc rồi nha. Mọi người xem thấy hay nhớ like, đăng ký ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.